Em Út giao lưu góc vui cùng anh chị em mình một cây mai chiến thị lá trung cao 22cm, hoành 12 như cả nhà. Cây mai chiến thị này của em Út hiện tại thì đang ra hoa rất là nhiều. Đây anh chị em mình thấy từng chi từng tàn ra hoa nha. Một cây mai chiến thị lá trung như cả nhà. Cây đang ra hoa nha. Gọng chi cũng tương đối to nha anh chị em mình. Anh chị em nào quý thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 079 549 9088 như cả nhà. Một cây mai chiến thị lá trung, tàn cũng tương đối, bộ chi tương đối rồi cả nhà ơi. Anh chị em nào nghĩ thì nhắn tin alo cho em Út nha. Số điện thoại 0795499088 cả nhà. Một cây mai chiến thị lá trung đang ra hoa nha anh chị em mình. Đây, cây đang ra hoa nha cả nhà.